Mến chào các bạn nhé. Hôm nay chiều tối nay gia đình mình đi ăn lẩu ở trên tòa nhà Vitexco ở Sài Gòn đó các bạn. Lẩu này là lẩu hai di lao. Ở trong đây rất là đông luôn các bạn ơi. Muốn vào đây là phải rất là nhiều khách hàng đã xếp hàng ở ngoài kia, rồi chờ ở ngoài kia và lấy số chờ tới lượt vào ăn. Các bạn xem, các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn xem, các bạn nhấn vào chữ đăng ký và nhấn vào hình cái chuông để đón xem những video tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ quay một số anh đây cho các bạn cùng xem nha. Chút xíu anh vô nha. Quay quay chú anh vô. Hôm nay gia đình mình đi ăn lẩu hai di lao ở trên tòa nhà Vitexco đó các bạn. Cái lẩu hai di lao này nằm ở tầng 2 của tòa nhà Vitexco. Đây đi gửi xe rồi đi thang cuốn lên. Hôm nay rất là đông các bạn, lẩu hai di lao. Khách hàng sẽ ngồi xếp hàng nè các bạn. Ngồi xếp hàng như thế này, chờ lấy số thứ tự và ngồi xếp hàng đó các bạn, chờ kiểu số. Tới số mình được vào được ăn thì ở trong kia đang rất là đông. Thấy là khách đang ngồi chờ đó các bạn. Trong đây rất là sang và rất là mát mẻ nha, máy lạnh các bạn. Có một chiếc xe tự động mang nước và trái cây cho khách dùng miễn phí nè. Ở trên đây có cái ổi dưa hấu. Xe tự chạy luôn. Cảm ứng nha các bạn. Khi nào mình muốn lấy thì mình tới thì xe nó tự dừng lại. Đó, khách đây là khách chờ ăn lẩu hai di lao đó các bạn. Đây, trên tầng 2 nhìn xuống đất. Ở đây là trong tòa nhà Vitexco nha các bạn. Thôi bây giờ mình đi vào trong. Mình vào trong mình ăn lẩu tại vì con mình đã lấy số và vô rồi. Ủa ngồi chợ ở đây nữa hả? Ừ. Mấy ngồi kìa. Kem quá. Hello, đây là kem Crystal. Ủa có ăn kem hả? Mua đâu hả? Mua đây luôn hả? Nó cho mình trong lúc mình chờ đợi á, mình ăn á. Vậy nãy ba tới ba chưa có chờ rồi không có. Dạ, con lấy giùm mày. Nè, có cho. Ủa này là gì? Mua hay là bà nè? Ba phát miễn phí. Ủa, miễn phí kem luôn hả? Trời ơi, đã rồi à. Miễn phí cho mình con lúc mình chờ đợi có kem ăn miễn phí luôn. Lúc chờ đợi đợi chờ. Có cái bàn làm neo ngoài kia nữa kìa. Mà bữa nay dẹp rồi. Cắt do dẹp dẹp rồi. Đây là những cái gian phòng để mà ăn lẩu này các bạn. Rất là rộng lớn luôn. Hôm nay mình không có đem máy quay á, mình quay bằng điện thoại luôn. Đây là cái quầy tự phục vụ nước chấm đó các bạn. Đây có bảng hướng dẫn pha nước chấm Haliao. Đây là những cái các loại nước chấm. Đấy, có muối, đường, mè, ớt, xay rồi. Đậu phộng mình đó. Các loại sốt các bạn. Tỏi, muối tiêu. Rồi mỗi cái chỗ gia vị đều có cái bảng chỉ bảng đề tên. À, có xe mở. Đậu phộng. Có nghĩa là ai cũng sẽ thích con bò này, thích mẹ hơi nhiều. Ở đây có những cái tráng miệng như là thanh long, ổi, dưa hấu. Bây giờ tới lượt gia đình mình vào bàn ngồi.
có nhân viên hướng dẫn đi vào. Lẩu halijao nha các bạn. Đây hả? À, bàn số 52 nha. À, bàn có đánh số luôn nha. Bốn khách anh Hảo ơi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Cái đó là sẽ tính là người đầu người sử dụng chứ không có tính là chén người cho mình ha. Vậy hả? Vậy mình lấy hai chén thôi được không? Mình cái đó là ai sử dụng thì em tính chứ không có quy định là mình lấy được bao nhiêu chén. Đầu này mình gọi hay là bút phê? Cái to cái lẩu này mình gọi hay là bút phê? Cái này là mình sẽ gọi theo lẩu món ha. Dạ chứ mày không có tính là buffet. Ở đây không phải buffet lẩu nha các bạn. Dạ, mình sẽ ăn cái gì mình sẽ gọi món đó. Và cái này có bảng máy để là mình gọi được. Thì con chọn đi con. Hai chị em chọn đi. Có đồ lau mắt kính và cái bao để đựng khẩu trang. Khi ăn thì gỡ khẩu trang ra thì bỏ vô cái bịch này. Đây là cái bếp bếp từ là hồng ngoại vậy các bạn. Được phát cái mỗi một cái tập về để đeo vào ăn cho nó sạch đó. Rồi đeo vô đi. Đó, phát đồ cộng tóc để ăn luôn. Đeo tập về và phát cho phụ nữ cái dây cộng tóc. Thì bốn loại nước lẩu rồi, ba loại. Ở đây ba loại nước lẩu các bạn. Ở đây là nước trắng thôi. Đây là nước gì con? Lẩu xương. Hả? Lẩu xương. Lẩu xương.
lẩu dầu cay mala. Lẩu dầu cay mala. Lẩu cà chua. Lẩu cà chua. Ở dưới là một cái bếp hồng ngoại nha các bạn. Và cái lẩu này nè, cái nồi lẩu nó có 4 ngang. Ở đây là cái bếp mấy loại nước lẩu đó các bạn. Và sẽ được điều khiển nhiệt bằng ở đây. Ở dưới này có mấy học tủ nữa các bạn. Đây đựng đũa, đủ thứ nè. Rồi, đây là ly, ống hút. Còn ngang ở dưới là mình thấy chén bát. Là gì em? Dạ cái này sẽ là thịt bò trộn hạt thì là. Cái này sẽ là đậu phụ phi tương. Đây là cọc heo cho mình nhé. Cọc heo hả? Cái đậu này là gì con? Đậu này. Cái đó sẽ là đậu nành rang cho mình đó cô. Lấy cái gì đó. Lấy gì em? Dạ, cái đó sẽ là viên sò điệp cho mình nha. Đậu nó kêu rồi đâu. Cái này là hoa ba phương. Hả? Hoa ba phương. Còn cái này sẽ là mật thủy thủy nhé. Cái gì? Mật thủy thủy ạ. Mật. Mật. Mật kỷ thủy. Thủy thủy. Bài rất là đẹp nha các bạn. Mình còn một phần thịt bò bông tiết mỹ nữa là đủ nhé. Chấm hả con? Đúng rồi bạn. Cái gì làm gì được? Cái đó sẽ là đậu chấm thì quá trời luôn nhỉ. Chấm một chén cho chừng nha. Để mình bỏ nhiều thứ vô quá đó. Bỏ vô ba loại nước lẩu luôn ha. Cái cục xương chặt nữa thì đợi nó trên nếp sẽ cắt ra cho mình nha. Thứ hai bé vương mình có muốn thả xuống luôn không ạ? Cái đó để từ từ. Để từ từ sau đi. Cái thả phần nằm xuống. Cái đó như vậy. Để từ từ đi bạn. Mấy cái này thả vô đi. Nó nắm mấy gì á? Bỏ vô đi. Còn mấy thịt bỏ sao? Dạ rồi. Ăn hết. Rồi vô chồng. Dạ không. Đây em thì bỏ. Có thứ được. Đây những cái nấm đùi gà. Đó là trong để cho trong nước chấm của mình đó.
không ai bỏ đây hả? Cái này mình từ từ mới xả. Mình múc cho anh, để anh quay. Cái này, cái máy ăn sợ lắm. Ờ, chậm nữa thì mình xả xuống thì em sẽ xả luôn cho nó lên. Thì mình cứ ăn xíu thôi, xong rồi chậm nữa mình còn 3 phút nữa mới múc. Cái heo này ba mẹ thấy là gì vậy? Hoa bá vương. Hoa bá vương. Để tao ra. Bỏ ít lắm. Đôi đũa này cũng rất là dài nữa các bạn. Đôi đũa này giống như đũa bếp vậy. Múc cho ba ha. Đây là những cái miếng cọc. Cái này nó sẽ hơi dậy mùi một chút á, mình chỉ cần bỏ lên ma ra cho nó thử được mùi tanh cho mình nhé. Vậy đúng rồi ạ. Bắt đầu không? Dạ sẽ tầm 3 phút. Em muốn nhúng lúc nào thì lại nhúng lại nha. Thì con ăn đi, cháu ăn đi con. Là những miếng tàu hũ, còn mấy tròn tròn đó là sò đẹp. Là những miếng bò rất là mềm luôn. Có thể cục đó là cục gì? Cà chua. Bò mềm xèo. Bò mềm xèo. Đây là còi sò đẹp mà ăn rất là ngon. Chén hay chấm nước chấm hả? Đây là những cái miếng bò hũ kỳ tươi chấm bò hũ chấm. Đây, cái nước lẩu này rất là cay nha các bạn. Ăn không tê lưỡi luôn á. Còn cái nước này thì là nước cà chua. Rất ngon. Cho nó đỡ nóng. Còn cái này là cái nước lẩu gì con? Dạ, lẩu xương. À, này là nước lẩu xương. Còn cái này rất là cay nha các bạn. Đất luôn, quẹt cái đất luôn, lấy chút lấy vô ăn. Bánh này bôi 1, 2, 3, hút. Bữa ăn ở Hai Di Lao của mình đã xong nha các bạn. Và mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Và hẹn các bạn ở video sau nha các bạn.